Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, hiện nay trong cơ cấu kinh tế của nước ta thì khu vực đầu tư nước ngoài FDI đóng góp tới 20,13% GDP, chiếm 72% tổng giá trị xuất khẩu, khoảng 50% sản lượng công nghiệp. Tuy nhiên, thời kỳ thu hút đầu tư bằng mọi giá đã qua, lựa chọn chất lượng dự án là xu hướng mới của Việt Nam. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, các doanh nghiệp FDI có vai trò to lớn trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, không ít dự án có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, xu hướng quy mô đầu tư đang thu nhỏ lại. Chỉ có 5% dự án sử dụng công nghệ cao, tình trạng chuyển giá, trốn thuế, quy hoạch treo, chậm trễ triển khai dự án vẫn diễn ra. Trong khi đó, quỹ đất dành cho xây dựng nhà xưởng đến nay không còn nhiều. Điều này cho thấy cần nhanh chóng thúc đẩy việc thanh lọc các dự án thiếu chất lượng, không đánh đổi môi trường chất lượng sống để lấy thành tích phát triển kinh tế. Ban tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Nhật NAT Test đã thông báo tạm dừng đợt thi tiếng Nhật ngày 11 tháng 12. Thông tin này đã khiến cho rất nhiều người lo lắng. Từ năm 2018 thì Việt Nam bắt đầu phái cử thực tập sinh hộ lý đi làm việc tại Nhật với hàng nghìn người mỗi năm. Lao động phải qua đào tạo và có chứng chỉ N4 tiếng Nhật trở lên thì mới được làm hồ sơ xuất cảnh. Người đi thường lấy chứng chỉ thông qua các kỳ thi năng lực tiếng Nhật NAT Test tổ chức vào các tháng chẵn và kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT một năm hai lần vào tháng 7 và tháng 12. Sau 2 năm đại dịch thì thị trường Nhật Bản vừa mở cửa trở lại thì lại gặp việc dừng thi chứng chỉ khiến nhiều người lao động phải chờ đợi đến kỳ thi năm sau. Vì thế, lãnh đạo doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan sớm mở lại kỳ thi cấp chứng chỉ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 10 tháng năm 2022, xuất khẩu dệt may vẫn tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 10 tháng đầu năm nay, ngành dệt may Việt Nam đạt 37,9 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Về thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 42%, tiếp đến là Trung Quốc 11%, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chiếm 9%. Quần áo may mặc các loại vẫn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Về thị trường nội địa, 10 tháng doanh thu nội địa của ngành đạt 4,8 tỷ USD, mục tiêu cả năm là 5,8 đến 6 tỷ USD. Khai thác giá trị không gian sáng tạo là một bước đi hiệu quả và đầy tiềm năng để thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp, văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong tuần lễ thiết kế sáng tạo đang diễn ra sôi động, cộng đồng sáng tạo nghệ thuật thực sự vui mừng khi có thêm một không gian sáng tạo mới tại Bảo tàng Hà Nội. Không gian sáng tạo tại Bảo tàng Hà Nội bao gồm cả không gian ngoài trời và trong nhà. Nếu không gian ngoài trời để đặt những tác phẩm cỡ lớn, thì không gian trong nhà cũng không kém phần hoành tráng với diện tích trưng bày lên đến hơn 3.000m². Đến thời điểm này, đây là một không gian sáng tạo có quy mô lớn nhất được đưa vào sử dụng. Chúng tôi đang cố gắng thứ nhất là phải xác định Bảo tàng Hà Nội một địa điểm văn hóa, một địa chỉ văn hóa và một không gian sáng tạo ở không gian ngoài nhà. Là với cái diện tích 54.000m² đấy, với diện tích thảm cỏ, vườn hoa, cây cối như vậy, trên một cái đã được đầu tư thì chúng tôi phải tính là nó phải là một môi trường để mà tất cả những ý tưởng sáng tạo được hội tụ về đây. Dẫn dắt cho cái thiết kế sáng tạo phát triển bền vững, đó là phải tạo một cái môi trường, tức là cái không gian nghệ thuật để cho những nhà thiết kế sáng tạo nảy nở những cái trí tuệ mới trên nền tảng của những công nghệ mới. Với các không gian này, cộng đồng sáng tạo nghệ thuật mọi lứa tuổi có thêm một địa điểm để trưng bày, giới thiệu về các sáng tạo, thử nghiệm nghệ thuật. Và hoạt động nghệ thuật đầu tiên trong không gian sáng tạo Bảo tàng Hà Nội là triển lãm Ego, người với hơn 400 tác phẩm bằng nhiều chất liệu. Triển lãm dự kiến kéo dài đến hết tháng 3 năm 2023 là một cuộc trưng bày nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều đặc biệt nhất từ trước đến nay của họa sĩ Ngô Xuân Bính, người tiên phong mở ra xu hướng nghệ thuật đô thị trong thời đại mới, vừa hiện đại vừa đậm nét truyền thống. Cái triển lãm này mà nó gắn liền với cái không gian nghệ thuật sáng tạo ấy thì rất là phù hợp, bởi vì là các tác phẩm của anh ở đây, thứ nhất là hơn 400 tác phẩm cả tranh và tượng. Đấy, và tạo ra một cái ngôn ngữ điêu khắc nó khác lạ. Với trọng tâm đặt sự sáng tạo vào trung tâm của sự phát triển bền vững, Hà Nội đã trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và đang dẫn đầu cả nước với hơn 100 không gian văn hóa sáng tạo. Vì vậy, việc thúc đẩy các không gian sáng tạo ra đời và hoạt động hiệu quả là cần thiết. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiếng Anh là chìa khóa để mỗi người gặt hái thành công trong công việc. Cùng với các trường đại học trên cả nước, những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên và tổ chức nhiều cuộc thi để tìm kiếm các tài năng trong lĩnh vực này. Và trong đó, chúng ta không thể không nhắc tới Star Wars,
cuộc thi tiếng Anh bổ ích và thú vị đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Trong mùa thứ 11 năm 2022, sân chơi này tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ. Cuộc thi Star Awards được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên các Đại học Quốc gia và Đại học vùng, các trường đại học trọng điểm và tập đoàn Winmar CLV với mục tiêu tạo ra một sân chơi tiếng Anh cho sinh viên đại học trên cả nước và tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của ngoại ngữ trong học tập và việc làm trong tương lai. Cuộc thi năm nay với chủ đề Thế hệ Z và tư duy chuyển đổi số, mong muốn nâng cao hiểu biết và kỹ năng của sinh viên về chuyển đổi số, nội dung vô cùng quan trọng trong thời đại 4.0. Tao là một cuộc thi tiếng Anh dành cho sinh viên trên khắp cả nước. Tập đoàn Winmar CLV rất là hân hạnh khi mà được tài trợ cho chương trình này. Mục đích chính của việc tổ chức cái cuộc thi này là để tạo một cái sân chơi cho các bạn sinh viên có cơ hội để rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh của mình và có một cái sân chơi để thể hiện bản lĩnh với những cái chủ đề của các bạn chọn và cái kỹ năng tiếng Anh của các bạn chọn thì thường nó sẽ rất là match với lại cái thị trường bây giờ và những cái vấn đề về những cái xu thế trên thế giới hiện nay. Trải qua 2 tháng triển khai, cuộc thi ở khu vực Thái Nguyên đã thu hút hàng nghìn lượt thí sinh tham gia. Các bạn sinh viên đến sân chơi này với mong muốn được thể hiện bản thân, giao lưu học hỏi và tăng khả năng tiếng Anh của mình. Em nghĩ là những cái cuộc thi như thế này thì nó là một cái sân chơi và cũng là một cái cơ hội cho tất cả các bạn sinh viên chuẩn bị hành trang cho cái con đường hội nhập quốc tế sau này. 15 thí sinh xuất sắc nhất đã có mặt trong vòng chung kết cụm để chia sẻ về ý tưởng và dự án chuyển đổi số. Với sự nỗ lực hết mình của các bạn sinh viên và sự đánh giá công bằng từ phía ban giám khảo, vòng chung kết đã diễn ra tốt đẹp. Đội thi đến từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã xuất sắc giành giải nhất và là đại diện của cụm Thái Nguyên tham dự vòng chung kết toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 tới. Ban tổ chức cuộc thi cụm Đại học Thái Nguyên hy vọng đây sẽ là sân chơi thường niên dành cho sinh viên để trang bị hành trang hội nhập quốc tế. Ban tổ chức đánh giá chất lượng các đội năm nay rất tốt. Các đội chú ý đến việc nâng cao chuyển đổi số trong vấn đề học tập cũng như trong vấn đề về sản xuất, kinh doanh và cũng có những đề tài dự án các em hướng đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Star Awards là sân chơi bổ ích, thú vị dành cho các bạn sinh viên yêu thích và có năng khiếu tiếng Anh. Thông qua cuộc thi sẽ có nhiều tài năng được phát hiện và bồi dưỡng, qua đó đóng góp cho quốc gia những nhân tài đủ sáng tạo, bản lĩnh, kỹ năng và kiến thức để hội nhập quốc tế thành công. Thưa quý vị và các bạn, bằng trí tuệ, niềm đam mê và sự sáng tạo không giới hạn của các nhà giáo đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, giúp sinh viên tăng hiểu biết về văn hóa Việt Trung, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên trải nghiệm sáng tạo. Điều đó không chỉ giúp các cơ sở giáo dục tiết kiệm được nguồn chi phí để thực hành, mà còn giúp sinh viên, học sinh tiếp cận được với những nền văn hóa ngôn ngữ mình đang theo học, sẵn sàng bắt nhịp và đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu trong thời đại hiện nay, cho nên nền giáo dục hiện đại cũng đã có những bước phát triển rõ rệt để giúp sinh viên được tiếp cận đa chiều và linh động hơn trong việc tích lũy kiến thức. Sinh viên có cơ hội được học tập trong những môi trường mở dưới sự hướng dẫn của các giảng viên bản xứ và cả giảng viên nước ngoài. Hoạt động giao lưu văn hóa, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm đã giúp cho sinh viên tiếp cận gần hơn đến tri thức hiện đại. Là một câu lạc bộ học thuật về văn hóa, về tiếng Trung, về đất nước và con người Trung Quốc. Thế nên vào nhân ngày hội các câu lạc bộ thì em có ý tưởng rằng sẽ làm một gian trại giao thoa giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc. Khoa tiếng Trung Quốc cũng tổ chức một hoạt động giao lưu trải nghiệm văn hóa Trung Việt cho các bạn sinh viên ngành tiếng Trung. Đây có thể nói là một hoạt động vô cùng ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên. Thông qua hoạt động thì các bạn sinh viên không chỉ được biết thêm những kiến thức về văn hóa, ngôn ngữ, đất nước học của giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà các bạn còn được tự tay mình trải nghiệm rất là nhiều những hoạt động. Mỗi phương pháp dạy học là sự đầu tư, tâm huyết, trăn trở của rất nhiều thầy cô và nhà trường. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, việc sáng tạo trong dạy học đã trở thành phong trào lan tỏa, khơi nguồn cảm hứng đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo, hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Hoạt động này chính là một trong những cách để sinh viên trải nghiệm văn hóa Trung Quốc. Tận mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, tận tay làm và tự mình trải nghiệm. Theo tôi điều đó tốt cho việc học tập, kích thích tinh thần học tập của các em, càng giúp cho các em thể hiện những khả năng của mình, đồng thời giúp cho các em cảm thấy cuộc sống này càng có ý nghĩa, linh hoạt hơn. Để dẫn dắt học trò tới những chân trời sáng tạo mới, bản thân mỗi thầy cô đều đang tự đổi mới chính mình để tiếp tục sự nghiệp truyền lửa, yêu nghề. Chính các thầy, các cô đã góp phần không nhỏ trên bước đường nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giúp sinh viên tự tin bước vào kỷ nguyên mới,
kỷ nguyên của hội nhập sâu rộng. Đến đây, chuyên mục hội nhập quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.